Dạ vâng thưa quý vị, và trước khi chúng tôi mời quý vị nghỉ giải lao khoảng 10-15 phút thì lúc này chúng tôi có một trò chơi với những món quà rất là dễ thương từ nhóm Tình Quê để tặng quý vị, đáp lại sự yêu mến quý vị đã dành cho đêm ra mắt hôm nay. Thưa quý vị, trò chơi được mang tên là First Miss Call, có nghĩa là thưa quý vị, ở phía bên phải sân khấu nữ ca sĩ Tuyết Nga đem ra đây 5 món quà dành cho 5 vị may mắn nhất và gọi điện nhanh nhất đến chiếc điện thoại này thưa quý vị. Sau khi Tấn Phương đọc số điện thoại này thì tất cả quý vị hãy rút chiếc điện thoại của mình ra và nhanh chóng bấm vào chiếc điện thoại này. Ai là người gọi nhanh nhất? Sau đó Tấn Phương check Miss Call và mời những vị đó lên sân khấu để nhận phần quà chương trình. Dạ vâng, ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy rút cái điện thoại của mình ra để chuẩn bị bấm số để nhận phần quà may mắn này. Tấn Phương xin được đọc cả số code của San Jose mình nha quý vị. Số 1408-890-9028. Một lần nữa thưa quý vị, số 1408-890-9028. Dạ vâng, và quý vị sau khi bấm xong thì hãy kiên nhẫn giữ đường dây của mình, bởi vì mỗi cuộc gọi như vậy mất khoảng 30 giây cho đến 1 phút. Sau đó là sau khi mà một Miss Call đã được vào trong này rồi thì các Miss Call kế tiếp chúng tôi đang chờ đợi. Vậy thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi vẫn đang chờ quý vị gọi vào. Quý vị cứ kiên nhẫn gọi vào. Và sau 10 phút thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại và check Miss Call, mời quý vị lên đây để nhận phần quà chương trình. Vâng, cảm ơn Tuyết Nga, một lát nữa xin mời Tuyết Nga trở lại sân khấu, ok? Vâng, bây giờ thì xin quý vị cho ban nhạc và anh em nghệ sĩ chúng tôi bị giải lao khoảng 10 phút. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời Tuyết Nga đọc các số theo thứ tự. Theo thứ tự là người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, cho đến người thứ năm thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, số đầu tiên là 1408-206-2605. Mời vị có số điện thoại vừa rồi lên sân khấu. Thomas. Thưa quý vị, đó là anh Thomas Nguyễn, một thành viên trong liên đoàn cử tri. Và số thứ hai, 408-460-1226. 460-1226. Mời bác. Mời bác lên trên sân khấu giùm em. Và số thứ ba, 565-5240. Mời chị, mời chị. Thưa quý vị, đây là một gia đình rất là thích cải lương và đến với lại nhóm Tình Quê ngày hôm nay. Và số thứ tư, 623-5674. 623-5674. Chúng tôi lặp lại, 623 5674. Nếu không có vị nào có số này thì chúng tôi sẽ skip qua số kế tiếp. Có đây, có đây, có đây. Wow. Có đây. Congratulations, chúc mừng anh. Và số sau cùng thưa quý vị, số thứ 5 đó là 807-9863. 807-9863. 807-9863. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật giòn cho 5 vị khách may mắn và nhanh tay nhất đã gọi đến chiếc điện thoại của Tấn Phương, số điện thoại là 408-890-9028. Bây giờ thì xin mời nữ ca sĩ Tuyết Nga trao quà cho tất cả quý vị ở đây. Và có lẽ là Tấn Phương xin mời một vị coi như là nhiều tuổi nhất trong này để gửi một cái lời thân ái của mình đến cái đêm nhạc ngày hôm nay. Bác bảo là bác không biết nói cái gì. Thế thôi tôi mời bác cái thứ hai. Bác này có vẻ hài hước hơn. Thế nhá. Kính thưa quý vị, tôi Thomas Nguyễn là phó chủ tịch của Liên đoàn Cử tri người Việt Bắc California. Ngày hôm nay thực sự ra tôi rất được hân hạnh được tham dự cái buổi văn nghệ mang cái tính cách Tình Quê. Đó là một cái tấm lòng của tất cả những người văn nghệ sĩ còn lưu luyến với văn hóa Việt Nam đã cố gắng tổ chức buổi văn nghệ này nhằm một mục đích là để làm cho văn hóa Việt Nam của chúng ta được tiếp tục lưu truyền và phổ biến đến cho những thế hệ trẻ trong tương lai. Đây là một công ích mà cộng đồng của chúng ta cần phải thừa nhận và phải tiếp tục yểm trợ cho những cái chương trình văn nghệ như vậy để cho văn hóa Việt Nam của chúng ta tiếp tục thăng hoa. Và một lần nữa, tôi rất hân hạnh được trúng giải một cái giải may mắn đầu năm như thế này. Cho nên không biết nói gì hơn là xin cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi được một cái cơ hội
để nói chuyện với tất cả quý vị. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ hết công sức ra để tổ chức cái buổi văn nghệ ngày hôm nay. Nó thành công và nó cũng là rất là giá trị cho cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thay mặt cho nhóm Tình Quê, nghe nữ cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của Thomas Nguyễn, là một người đã rất là năng nổ, gắn bó mọi chuyện trong sinh hoạt cộng đồng. Và cũng xin được phép nói với quý vị, xin quý vị rất là vui với phần quà nhỏ nhoi của nhóm Tình Quê, coi như đây là tấm chân tình tri ân quý vị đã có mặt ngày hôm nay với nhóm Tình Quê. Xin cảm ơn. Và để tiếp tục chương trình phần 2, chúng tôi hồi nãy quý vị đã nghe là anh Tấn Phương là một MC đó, nói chuyện rất là lưu loát và duyên dáng. Bây giờ mời quý vị nghe Tấn Phương với một nhạc phẩm. Vâng, thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh gửi đến quý vị sau đây, Gặp Nhau Làm Ngơ. Trước người sau chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc về nàng lặng đi vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe hồng nàng mùi xa lý thật thơ, khi đường sang đom đóm đông đường chung nhịp đầu, nàng yêu hoa theo trời.